dày là 4 phân và để trơn, các anh nhìn xem. Hiện tại một sản phẩm này nhà em làm là hàng chọn vân vân rất là đẹp các anh nhá. Và bản T thì luôn luôn là T đặc nguyên khối rồi. T đặc liền khối, không chấp ghép. Ván thì là ván tràn, một sản phẩm này là ván tràn dày 6 phân. Nguyên một tấm như này rất là giá trị. Vâng, xin chào tất cả mọi người, và trong video clip ngày hôm nay thì em Viện tiếp tục lên sóng anh chị em mình một cái siêu phẩm hoàng gia mẫu mới của bên cơ sở nhà em. Và bộ sản phẩm này nhà em được làm chất liệu vuông đá, hàng nguyên khối, chân 16, ván tràn dày 6 phân. Thì bộ sản phẩm này hiện tại như trên mình có xem đây là gồm 6 món. Một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn và một đốt kẹp bàn, và đây là một chiếc thất. Thì giờ em sẽ đi ở bên trong quay các đường nét chi tiết của sản phẩm này và em sẽ báo giá công khai các bác nhá. Đầu tiên muốn giới thiệu anh chị em mình ở đây là một chiếc đoạn dài em đang làm với kích thước đặc biệt lên tới là 2m80, sâu là 81 và cao là cao 1m58 phân. Toàn bộ là hàng liền khối. Liền khối là những cái điểm như là cái trương này, dày là 10 phân. Trương liền đục tỉa bằng máy và sửa lại tay kỹ. Hàng đục tỉa hai mặt. Và các bác nhìn lại giúp em, trương toàn bộ em đang làm là trương kiểu dáng là trương vương miệng, kiểu dáng mẫu mới nhất năm 2023 nhà em. Đục các đường nét là hoa là tây và hoa hồng. Và các bác nhìn đấy, bên cơ sở nhà em đây là mới que từ mộc cho người xem thôi, và em vừa mới té qua lớp nước để mọi người nhìn xem vân thực tế một sản phẩm này. Vân bộ này nhà em làm hàng vân cực kỳ đẹp, vân tuyển cho họ. Trương đục lối là vương liệm đấy, và dày là 10 phân liền khối. Vách thì bên cơ sở nhà em đây là toàn bộ là vách liền tấm, dày là 4 phân và để trơn, các bác nhìn xem. Hiện tại một sản phẩm này nhà em làm hàng chọn vân vân rất là đẹp các bác nhá. Và bản T thì luôn luôn là T đặc nguyên khối rồi, T đặc liền khối, không chấp ghép. Ván thì là ván tràn, một sản phẩm này là ván tràn dày 6 phân. Nguyên một tấm như này rất là giá trị. Và sâu trong lòng ván tràn này thì em làm sâu lên tới là 63 phân, làm rất là to và dài. Bộ sản phẩm này dài lên tới là cả cụ bì lên tới là 2m8 cái đoạn này các bác nhá. Rất là giá trị và chất lượng. Và để lựa lọc ra những cái khúc gỗ mà già nhất này, vân đẹp này, gỗ đèo mò, thì bên cơ sở như em thì phải chọn lựa ra rất là nhiều những khúc gỗ to để xẻ ra để phục vụ mọi người lên những con hàng chất lượng như này phục vụ các bác ạ. Chân thì bên em có làm là chân kiểu dáng mẫu mới nhất 2024 nhà em đây. Chân làm kén cong tứ diện và chân 16, cổ chỉ 3 tầng, yếm lục hoa tây, yếm tiền dày lên tới là 6 phân và làm vén cong tứ diện. Riêng một cái đoạn lớn như này các bác có thể ngồi tầm khoảng 5 đến 6 người lớn. Hiện tại một sản phẩm này em đang bán với giá rất là hợp lý, các bác chỉ có 95.800.000 đồng. Giá sẽ đi que qua mặt so mọi người xem. Mặt so bên cơ sở nhà em làm là toàn bộ là đục tỉa hai mặt, và mặt so nhà em làm toàn bộ là hàng chọn vân hết, chuẩn 100 cho chất liệu vuông đá. Mọi người nhìn xem giúp em, chiêm ngưỡng giúp em. Riêng nói về dòng hương đá mọi người không phải nghĩ rồi, là hương đá bây giờ dùng càng lâu giá trị sẽ càng cao, và đặc biệt hơn là y biểu hương đá còn có rất là mịn và vân veo đẹp, gỗ đều mò các anh nhá. Và bộ sản phẩm này thì em đang kê là 6 món, thì ở giữa sẽ có một chiếc bàn lớn, và đối diện chiếc đoạn là sẽ có hai chiếc ghế đơn. Tí giới thiệu mọi người, bàn lớn đây em đang làm kích thước là rộng 87 và dài là 1m67 phân, mặt tràn nguyên tấm không chấp ghép các nhá. Nguyên một tấm gỗ như này, và các bác nhìn thấy giúp em, nó rất là giá trị. Các bác dùng về càng lâu về so thì giá trị càng cao. Riêng dòng hương đá, nguyên một tấm dày 6 phân và mặt bàn đục chạm khắc là hoa tây, mang một cái ý nghĩa rất là phong thủy gia chủ các anh nhá. Đục hoa tây này thì rất là hợp với những dòng sản phẩm như Hoàng Gia, Louis. Bàn thì luôn luôn là sẽ có ngăn kéo, hai chiếc kéo để bác kéo ra cái bảo đồ. Hàng ván tràn dày 6 phân, cổ chỉ 3 tầng, chân là chân 16, làm vén cong tứ diện, chân mẫu mới nhất của nhà em, mang thương hiệu của Đồ Gỗ Thiên Phú. Đó, nhà em sẽ luôn luôn là sẽ những cải tiến đi những cái dòng như Hoàng Gia này, làm cải cách đi, cải tiến đi để phục vụ mọi người, có con hàng chất lượng nhất để phục vụ các bác. Và khi mua sản phẩm này thì nhà em sẽ có tặng đầy đủ là một kính bàn, một kính đôn dày 9 ly và một bộ combo cây trà được làm chất liệu gương đỏ Lào xịn ạ. Cạnh chiếc bàn lớn đây là một chiếc đôn kè bàn em đang làm với kích thước là rộng 50 và dài là 87 phân, mặt thì cũng là xẻ nguyên một tấm hết như này, rất là giá trị, dày 6 phân, 100% vuông đá và vân thì rất đẹp luôn các bác nhá, vân cực kỳ đẹp như này. Đấy, đôn kè bàn cũng sẽ một chiếc ngăn kéo để cho mình kéo ra vào đồ, cổ chỉ 3 tầng, 100% được làm từ chất liệu vuông đá. Và bộ sản phẩm này em đang quay từ mộc và em vừa mới tưới lên một lớp nước để các bác nhìn xem vân thực tế sau khi hoàn thiện sẽ đẹp thế nào. Cuối đây là sẽ có một chiếc đôn thất này, em đang làm kích thước là rộng là 45, dài là 45 phân, toàn bộ là ván tràn nguyên tấm dày 6 phân, liền khối rất là chất lượng. Chân bí yếm đục là vén cong tứ diện, cổ chỉ 3 tầng. Và đối diện chiếc đoạn lớn đây thì hình chữ H thì sẽ có hai chiếc ghế đơn rồi. Hai chiếc ghế đơn này em đang làm cùng một thông số kỹ thuật là sâu là 81 và ngang là 1m2, cao 1m53 phân. Toàn bộ là hàng trộn vân, cực kỳ đẹp, gỗ hương đá. Đấy mọi người xem giúp em. Liền khối là bản trương là trương dày 10 phân, vách dày 4 phân. Cực kỳ là dày nha mọi người nhá, và làm nổi cộng lên luôn này. Ván tràn dày 6 phân. T là T đặc nguyên khối như này, T thiên thần.
vén cong tứ diện luôn chị em mình nhá. Ván tràn thì 6 phần và cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng, chân là chân 16. Tất cả ở đây các bác nhìn xem giúp em này, cái chân này nhà em làm là chân kiểu dáng mẫu nguyên khối, vén cong tứ diện. Và các bác nhìn xem kể cái dáng cái ghế luôn nhá, cái đoạn nhá. Nhà em làm vén cong đi những cái điểm như là làm vát đi này, nhìn trông rất là dẻo mọi người nhá. Vén cong tứ diện hai chiều. Đây mọi người nhìn có thể quay qua mặt so các bác xem ghế đơn này. Kích thước hai ghế đơn thì y hệt nhau. Toàn bộ là hàng liền khối, gỗ xỉ đét 100% vuông đá. Các bác mua hàng với cơ sở anh em về các bác kiểm tra đúng hàng, đúng chất lượng thì mọi người vừa thanh toán nên mọi người cứ yên tâm sử dụng sản phẩm của đồ gỗ Thiên Phú ạ. Vừa xong thì em Biện đã vừa giới thiệu xong cho mọi người một cái siêu phẩm mà chắc chắn năm nay, năm 2024 này sẽ rất là hot. Một siêu phẩm hoàng gia chân 16, kiểu dáng mẫu mới nhà em, hàng liền khối, mặt tràn dày 6 phân vuông đá, hàng tuyển chọn gỗ, tuyển chọn vân như này. Nhà em đang bán với mức giá rất là hợp lý mọi người. Giá đầu năm chỉ có với mức giá 95.800.000. Các bác mà quan tâm hãy liên hệ qua số thoại hotline sẽ ghi trên phần video nhà em, hoặc là có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em để xem hàng. Địa chỉ em nằm ở cạnh cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Có tổng diện tích và cây hàng một trưng bày rộng lên tới là 5.000 m². Các bạn nhìn thấy giúp em rất nhiều sản phẩm, có cả khu vực mà sản xuất ra từ mộc này, cả khu vực hoàn thiện này, và cả khu vực là trưng bày sản phẩm để mọi người qua xem mắt thấy tai nghe các bác nhá. Và khi mà mọi người mà ở mua hàng với cơ sở như em sẽ có chế độ bảo hành mọi người là 15, nên là mọi người cứ yên tâm sử dụng sản phẩm với cơ sở như em. Xem video của em mà thấy hay, ủng hộ cho em bằng nút like, chia sẻ và đăng kênh giúp em. Có những bình luận, có ý kiến gì mọi người hãy comment lại ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em các bác nhé. Và giờ cũng xin là cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và theo dõi hết video clip với cơ sở như em các bạn. Xin chào mọi người.